nhiều bóng nó rơi vào đầu cái bật vào nó có mũ hơi hiểu là nên nó cũng lên rất nhiều xin trân trọng giới thiệu trận đấu tranh giải nhất Đại hội Thể dục Thể thao huyện Đoan Hùng môn bóng chuyền nam lần thứ 9 năm 2022 diễn ra giữa đại đội Công an huyện Đoan Hùng và xã Hồng Nhất. Bên trái của bàn ban tổ chức là đội Công an huyện Đoan Hùng mang trang phục áo vàng quần đen. Bên phải của bàn ban tổ chức là đội xã Hồng Nhất mang trang phục áo xanh quần đen. Hai đội thi đấu năm hiệp tháng ba, trọng tài điều khiển trận đấu, trọng tài một ông Lưu Văn Hùng, trọng tài tỉnh Phú Thọ, trọng tài hai ông Dương Thế Hậu, trọng tài huyện Đoan Hùng. Năm hiệp cơ mà hôm nay vào là hai gặp ba chào. Xin mời hai đội quay lưng về bàn chữ ký để kiểm tra vị trí thi đấu. Lưu Văn Điền 12, 10, 9, 8, 3, 16. Xã Hợp Nhất 3, 5, 2, 1, 9, 13, 6. Xin mời tổ chức bài. Nước để không bị bắn nó phải rơi vào đầu đó. Hợp Nhất phát bóng, Công an huyện đưa bóng. Đánh 5 xét nào nhỉ? 5 xét. Thôi đánh gọn 3 xét cho nó đẹp. Đánh 5 xét lâu lắm. Rồi đập bóng gần nam lâu lắm nhỉ. 3 phút dòng xét ấy. Nữ 20 phút rồi. Điểm cho Công an huyện 1 đều. Đánh 5 xét rồi lên 2 tiếng rưỡi như không trận. 5 giờ. Sợ cái gì? Ở đây có chắn này là phải mặt. Mặt nó nhìn thấy mà. Thôi đi.
đây là chúng ta bắt đầu 4 2 Anh nào nhớ, anh 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 nh
như cả nước ta. Đánh trượt bóng này, lỗi không đáng có. Chuyển hai khó đánh. Thank you.
làm nhé, không cổ vũ gì cả, cứ đứng xem. Không hò hét gì cả. Thằng ấy mưa chỉ khó đứng vào đuôi các bạn. Cổ vũ lên chứ hả? Hay quá. Lớn lại bà lại không đạo đấy bà có hai ba mình nhìn lại cái đôi rồi. Ôi,
19. Không phải để ý của bóng không thôi mà. Biết không? Nhìn bóng của chị ấy và bà này này không bóng. Nhìn như vậy. Xem bóng của nhìn bóng. Chúng ta qua đây à. 20, 18. Đừng lay cánh. Chọc hết thì đừng về mới xin được quả bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng chơi.